Quý vị và các bạn thân mến, chiều hôm nay ngày 30 tháng 7 năm 2024, trong video chiều hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật cho tất cả quý vị và các bạn thấy được những cái tiến độ mới nhất của dự án cầu Rạch Miễu 2, cũng như quay cận cảnh cho tất cả các cô chú anh chị, tất cả quý vị và các bạn thấy được một khoảnh khắc lịch sử trên công trường của dự án cầu Rạch Miễu 2. Hiện tại các đơn vị thi công đang tiến hành kiểu bó cáp dây văng đầu tiên trên trụ chính dây văng B20 khuya cồn Thới Sơn. Gần đây các cô chú anh chị khán giả cũng có nhắn tin, bình luận và gọi điện hỏi thăm mình rất là nhiều về cái phần cáp dây văng của dự án cầu Rạch Miễu 2 này. Các cô chú anh chị có hỏi là phần cáp dây văng do đơn vị nào đảm nhận thi công, cáp có màu gì, rồi tổng số lượng cáp là bao nhiêu, khi nào bắt đầu kéo cáp. Trong video này thì mình sẽ trả lời tất cả những cái câu hỏi của quý vị và các bạn ha. Đơn vị đảm nhận cái phần cáp dây văng ở dự án cầu Rạch Miễu 2 đó là đơn vị công ty Vĩnh Hưng, và cáp thì có màu trắng hơi bạc bạc, hơi ngà ngà một tí. Thì cái cáp này nó cũng khác so với những cái cầu khác là cầu Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận 1, Mỹ Thuận 2 và cầu Rạch Miễu. Thì những cái cầu đó thì có màu xanh ngọc bích là cầu Mỹ Thuận 1 nè, và xanh dương là cầu Mỹ Thuận 2 nè. Rồi cầu Rạch Miễu 1 thì có màu màu cam nè, cầu Cần Thơ cũng vậy là có hơi màu đỏ đỏ, màu cam cam một tí. Thì cái cầu này nó cũng có một cái màu cũng rất là lạ, màu trắng ha, nó hơi bạc bạc một tí. Thì theo những cái ý kiến của bên chủ đầu tư thì cho rằng thì cầu Rạch Miễu 2 có màu trắng này thì sẽ bền theo thời gian cũng như là không có bị bay màu ha. Thì những cái cầu khác giống như là cầu Mỹ Thuận 1, Mỹ Thuận 2 thì có màu xanh dương, thì theo 5 tháng, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm thì mưa, nắng thì sẽ bị bay màu. Hiện tại thì ở cầu Mỹ Thuận 1 cái phần màu xanh ngọc bích của cái phần cáp dây băng đó thì cũng dần dần chuyển qua màu trắng rồi, nên là cái cầu này thì các đơn vị thi công, các chủ đầu tư thì cũng chọn là màu bạc để mà mình không có bị bay màu ha. Còn đơn vị Vĩnh Hưng thì một đơn vị thi công cũng rất là nhiều công trình ở Việt Nam. Hiện tại thì đơn vị Vĩnh Hưng này cũng đảm nhận cái phần cáp dây văng ở cầu Rạch Miễu 2 cũng như là cầu Sông Đào của tỉnh Nam Định ha. Tổng cái số lượng cáp ở dự án cầu Rạch Miễu 2 này là 112 bó cáp dây văng. Mỗi góc như vậy là có 14 bó cáp ha. Thì bố trí theo hai mặt phẳng và sử dụng loại tao song song. Thì mỗi cái bó cáp như vậy thì tùy theo cái bó cáp dài hay ngắn và có cái số lượng tao khác nhau. Thì với bó cáp ngắn nhất thì khoảng 31 tao, và bó cáp dài nhất thì có thể là đến khoảng 55 tao ha. Thì mỗi bó cáp thì có một cái chiều dài khác nhau mấy anh chị, giống như là ở cầu Mỹ Thuận 2 lúc trước thì cái bó cáp dài nhất là gần 200m, và tổng cái số lượng cáp là 16 bó cáp dây văng cho mỗi bên. Còn ở đây thì do cái phần mặt cầu nhỏ hơn nên là có khoảng 112 bó cáp dây văng thôi. Một số anh chị cũng nói là cầu Rạch Miễu 2 này do đơn vị Resinet thi công, thật sự là không phải ha. Thì mỗi cái cầu thì có một cái nhà thầu khác nhau, một cái đơn vị thi công khác nhau. Ở Mỹ Thuận 2 lúc trước là đơn vị Resinet thì cũng thi công cầu Mỹ Thuận 1 lúc trước. Còn ở đây thì nhà thầu khác chứ không phải là Resinet nha cả nhà ơi, Vĩnh Hưng nha. Chiều hôm nay thì các đơn vị thi công đã tiến hành kéo bó cáp dây văng số 1 ở dự án cầu Rạch Miễu 2 này ở trụ B20. Vậy thì cái quá trình kéo cái bó cáp dây văng đầu tiên ở trụ B20 chiều hôm nay như thế nào thì bây giờ mời tất cả quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi đến hết video này với mình nhé. We'll be right back.
Thank you.